Khi về già, có 5 điều khiến ta phải hối tiếc nhất. Ai biết sớm thì cuối đời thành thơi. Quý vị thân mến, khi đến 50 tuổi là ngưỡng cửa khi ta sắp bước vào thế hệ già. Nhiều người mới nhận ra có những điều khiến bạn cực kỳ hối tiếc nhưng không thể thay đổi hay bù đắp. Trong cuộc đời, chúng ta không thể tránh khỏi những sai sót, những quyết định nông nổi, những hành động dại dột mà chắc chắn sau này chúng ta đều sẽ hối tiếc mỗi khi nghĩ tới. Tuy nhiên, có những điều hối tiếc có thể nguôi ngoai hoặc bù đắp theo thời gian. Cũng có những việc chẳng thể nào thay đổi được. Đối với những người đã, đang và sắp già đi, có 5 sai lầm sau đây sẽ khiến họ băn khoăn, dày dứt nhất. Nếu có thể, bạn hãy tránh xa ngay từ khi còn trẻ nhé. 1. Ít gần con cái. Khi hỏi những người già điều gì khiến họ hối hận nhất, có lẽ câu trả lời chính là không gần gũi với con cái. Ngày xưa khi còn trẻ, họ dành quá ít thời gian cho con cái, lúc nào tất bật kiếm tiền bên ngoài. Sự nghiệp và cuộc sống bộn bề khiến người trưởng thành cứ mải miết lao vào những guồng quay vội vã. Ban đầu họ chỉ nợ con những bữa cơm gia đình, dần dần họ nợ thêm những buổi cuối tuần đã hẹn sẽ đi chơi, những buổi tối đáng lẽ phải cùng con học bài, lắng nghe cuộc sống hàng ngày của con, dành thời gian nói tiếng chúc con ngủ ngon. Đến sau này, khi mà con cái đã lớn lên, cha mẹ đã già đi, vai trò của hai bên lại đảo ngược. Các con cũng quen với việc tất bật kiếm tiền, chẳng thể về thăm nom cha mẹ thường xuyên được nữa. Thế nên khi trẻ còn nhỏ, cha mẹ nên thường xuyên bầu bạn ở bên cạnh con. Khi cha mẹ về già, con cái cũng như chim về tổ, thường về quê thăm cha mẹ. Thời gian bên con cái lúc còn trẻ trôi qua rất nhanh. Đừng để sau này phải hối tiếc khi bỏ qua quãng thời gian nhìn con khôn lớn. 2. Không chú ý đến sức khỏe. Người ta nói rằng tuổi già là tuổi để hưởng phúc, bởi lúc đó con cái đã lập gia đình, tài sản tích góp được kha khá, lại có rất nhiều thời gian rảnh rỗi. Với những người có thân thể khỏe mạnh, tinh thần tích cực, họ bắt đầu lên kế hoạch đi du lịch, thăm thú khắp nơi, dành thời gian kết giao với bạn bè, ôn lại tình nghĩa năm xưa với những người quen cũ. Tuy nhiên, có nhiều người không thể làm như vậy. Cho dù có sở hữu nhiều thời gian, nhiều tiền bạc hơn nữa, họ cũng chẳng thể sum vầy bên con cái, tận hưởng khoảng trời riêng, mà thay vào đó, họ phải xem bệnh viện như là nhà. Lý do là bởi lúc còn trẻ, không biết quý sức khỏe của mình. Giờ cả người đều đau yếu, chỉ có thể nằm trên giường bệnh. Muốn đi xuống dạo quanh mọi nơi cũng khó vô cùng. Tiền hết thì còn kiếm lại được, nhưng sức khỏe không còn thì cuộc sống cũng biến mất. Đừng bao giờ bán sức khỏe để lấy tiền bạc. Bởi có nhiều tiền đến đâu, không có sức khỏe, thì chỗ tiền đó cũng chỉ dùng để chi trả viện phí. Cuộc sống chẳng thể nào hạnh phúc nổi. 3. Ly hôn ở tuổi trung niên. Đối với người cao tuổi, kẻ thù lớn nhất của họ chính là nỗi cô đơn. Dựa theo một số nghiên cứu năm 2014 đã chỉ ra, đa số họ cảm thấy bị cô lập do nhiều nguyên nhân, như họ trở nên yếu đi, đi đứng khó khăn, không còn có tiếng nói trong gia đình. Nghỉ hưu, mất đi người thân bạn bè, phụ thuộc vào con cái, người thân bạn bè chuyển đi nơi khác sinh sống. Nỗi cô đơn bủa vây khiến họ nhận ra rằng khi có hạnh phúc, vợ con đuề huề, nhưng bản thân lại không biết trân trọng. Chỉ vì phút sai lầm nhất thời mà phải đánh mất đi thứ quan trọng nhất. Cũng có những gia đình ly hôn ở tuổi trung niên. Lý do là hai vợ chồng thường xuyên cãi nhau, chẳng thể chung sống được nữa nên chia tay. Tới tuổi già thì mới nhận ra không có người bạn đời bên cạnh lúc ốm đau, bệnh tật, lúc buồn vui,
chính là sự cô đơn nhất. Nỗi cô đơn bùa vây nhiều người cao tuổi. Chẳng hạn như chú Vương, năm nay đã 65 tuổi. Chú Vương 40 tuổi thì ly hôn. Thật ra cũng không phải chuyện gì to tát cả. Chủ yếu là hai vợ chồng cãi vã mỗi ngày. Chú Vương cảm thấy mình không thể tiếp tục được nữa. Có một hôm, chú Vương trên đường về nhà thì bị ngã khi đang đi lên cầu thang, không thể đứng dậy. Chú chỉ có thể ngồi đó âm thầm kêu đau đớn trước khi được một người hàng xóm đi qua đưa đến bệnh viện. Đến tuổi này, chú Vương mới nhận ra việc ở một mình khủng khiếp như thế nào. Không ai biết chuyện gì đã xảy ra với mình. Và không ai đưa bạn đến bệnh viện nếu chẳng may có làm sao. Vì vậy ở tuổi này, chú Vương thật sự hối hận vì đã ly hôn. Hiện tại vừa già yếu lại vừa cô đơn. Ý nghĩa của hôn nhân là sự san sẻ và đồng hành cùng nhau. Từ khi còn trẻ tới lúc bạc đầu, cùng nhau nấu ăn, cùng nhau đi dạo, cùng sinh hoạt ngủ nghỉ. Dù có đi tới đâu cũng không cảm thấy cô đơn. Nhưng khi đã mất đi một nửa của cuộc đời, thì bạn chỉ có thể làm mọi thứ một mình. 4. Không dành thêm thời gian để giữ liên lạc với bạn bè. Một vấn đề lớn khác là việc mất liên lạc với bạn bè vì thời gian biểu bận rộn và trách nhiệm gia đình phải gánh vác. Để bắt kịp trong cuộc sống, đôi khi chúng ta cảm thấy khó khăn. Và theo năm tháng, ta có một số tình bạn quý giá trôi qua mất. Một trong những điều hối tiếc lớn nhất trong cuộc đời chính là không dành cho tình bạn và những người thân yêu thời gian và nỗ lực mà họ xứng đáng được nhận. 5. Không phải là con người thật của chính mình. Tôi ước mình đã sống theo cách của mình mà mình không phải để ý cái nhìn của người khác. Bạn có thường tự suy nghĩ về điều này không? Đừng lo lắng, đó cũng là một sự hối tiếc phổ biến khác mà nhiều người gặp phải. Tôi ước là chính mình, phiêu lưu hơn, mạo hiểm hơn, ít làm hài lòng mọi người hơn, bớt mắc kẹt trong những khuôn mẫu và thói quen cũ. Danh sách này là vô tận. Không có sự can đảm để sống một cuộc sống thật với chính mình và trái với những gì người khác mong đợi thường là một điều hối tiếc đối với nhiều người, nhưng là điều vẫn có thể giải quyết được. Do vậy, dù chúng ta ở hoàn cảnh nào thì cũng cần nhớ rằng trong cuộc sống, dù tiếc nuối có nhiều nhưng hạnh phúc cũng không thiếu. Thay vì cứ đắm chìm trong những điều tiếc nuối, hãy theo đuổi hạnh phúc nhiều hơn, vì cuộc đời sẽ có nhiều niềm vui mới. Người ở tuổi 50 đã trải qua rất nhiều thăng trầm của cuộc sống, chứng kiến những thay đổi lớn lao của thế giới. Họ đã thích nghi rất tốt với thế giới mới. Rõ ràng là họ vẫn sở hữu sức mạnh để vượt qua nguyên nhân gốc rễ của bất kỳ hối tiếc lớn nhất nào. Bạn cần phải buông bỏ những tiếc nuối khác trong sự đường hoàng. Chúng ta có rất nhiều điều để cống hiến cho xã hội, cho thế hệ tương lai và quan trọng nhất là cho chính bản thân. Ngày nay thì chúng ta có nhiều cơ hội để hạnh phúc hơn bao giờ hết. Sau đây chính là 3 thói quen mà những người chuẩn bị bước sang tuổi trung niên cần sớm thay đổi. Nếu không, chúng nhất định sẽ mang đến tai ương hoặc phiền phức cho bản thân và cả những người xung quanh nữa. 1. Cố chấp theo đuổi danh lợi. Thời tuổi trẻ, có ai mà không phấn đấu vì danh lợi? Nhưng nếu đó là thứ mà thuộc về ta, thì không ai có thể cướp nó đi được. Còn nếu nó vốn không thuộc về ta, thì ta cố để giành lấy, cũng không thể giữ được. Đôi khi, ít ham muốn sẽ giúp cuộc sống của chúng ta trọn vẹn hơn. Học cách biết đủ, biết thỏa mãn với hiện tại sẽ đem tới phúc khí. Nếu có thể tự mình bình tâm để tâm hồn được an yên, thì danh lợi sẽ không còn quan trọng nữa. Con người có thể sống những ngày thiết thực mới là điều quan trọng nhất.
Bi kịch lớn nhất của đời người nằm ở chỗ dùng sinh mệnh ngắn ngủi để đuổi theo những ham muốn vô hạn. Đợi đến khi chúng ta đã đánh mất rất nhiều thứ quý giá, sau đó mới nhận ra bản thân vẫn không thể có được niềm vui thật sự. Đừng nên vì quá nhiều ham muốn, quá tham lam mà khiến bản thân bị lạc đường, quý vị ạ. 2. Tâm lý so sánh. Núi cao còn có núi khác cao hơn, người giỏi còn có người giỏi hơn. Không phải tự nhiên mà người ta nói mọi sự so sánh đều là khập khiễng. Thực tế thì mỗi người đều có cách sống và giá trị quan của riêng mình. Chúng ta cũng chẳng bao giờ có thể so sánh hết mọi thứ. Trong cuộc sống, bạn chỉ cần là chính mình là được. Hạnh phúc của người khác chưa chắc đã phù hợp với chúng ta. Do vậy không nhất thiết phải đem bản thân ra để so sánh hơn thua với những kẻ khác, rồi lại đố kỵ với những gì mà người khác có. Càng không nên quá cưỡng cầu với những gì bản thân thiếu sót. Giảm bớt so sánh, nỗ lực cố gắng nhiều hơn, cuộc đời của chúng ta sẽ tốt đẹp hơn. Cũng đừng nên động một chút là so sánh điều kiện vật chất, so sánh thành tích học tập của con cái với người khác, so sánh hôn nhân của mình với người ta. Từ bỏ tâm lý ganh đua sẽ giúp chúng ta có thể khiêm tốn làm người, làm những việc thiết thực cho bản thân. Như vậy, tuổi trung niên mới trôi qua trong sự tốt đẹp. Mọi người có thể hưởng thụ cuộc sống từng ngày. Như vậy mới là hạnh phúc thật sự. 3. Không nói những điều không nên nói. Có lẽ là càng tới gần tuổi trung niên, mọi người càng nên duy trì kỷ luật, bắt đầu từ việc quản lý mồm miệng. Đó không chỉ là quản lý những gì ăn vào, mà cả còn cả những điều nói ra. Vì chúng ta chỉ mất 2 năm học nói, nhưng lại mất cả đời để học cách im lặng. Cho nên, hãy để giá trị của mỗi lời nói ra càng trở nên quý giá hơn. Muốn như vậy, đầu tiên đừng có nói xấu người khác. Một bài học làm người cần ghi nhớ, đó là học tôn trọng người khác. Biết rõ người khác, nhưng không cần nói hết tật xấu của họ, không chê bai họ. Vì khi càng trưởng thành, càng nên học cách thận trọng trong lời nói và hành động để tránh sức phiền phức về cho bản thân. Thay vì khắt khe với người khác, chúng ta chỉ nên khắt khe với bản thân mình. Đồng thời đừng nói những lời phàn nàn. Đây là việc làm hoàn toàn vô ích, vì phàn nàn cả năm không bằng làm việc chăm chỉ trong một ngày. Thay vào đó, hãy chủ động tìm cách thay đổi tất cả những gì không hài lòng. Nếu làm được những điều trên, con đường đến tuổi trung niên của mọi người sẽ thêm thuận lợi và thanh thang, ngày càng tích được nhiều phúc đức trong cuộc sống, quý vị nhé. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe.